Xin chào các anh chị các bạn. Cũng đã rất lâu rồi thì em mới quay trở lại với những cái hành trình đi tìm loài hoa của sương gió, loài phong lan. Và ngày hôm nay thì em cùng những người anh em Gia Rai bắt đầu cuộc hành trình của mình ở một khu rừng bên dòng sông Sê San. Nó thuộc địa phận ranh giới giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Và bên trong cánh rừng này thì có một loài phong lan quý hiếm, rất là quý hiếm và được những người chơi lan ưa chuộng, đó chính là dòng lan giả hạc Yali. Ngày hôm nay thì thời tiết không được ủng hộ cho lắm, tại vì cái quãng đường di chuyển vào rừng thì lúc thì nắng, lúc thì mưa, lúc di chuyển bằng xe và bây giờ thì di chuyển bằng đường bộ và đi với vận tốc rất là nhanh. Bởi vì cái quãng đường rừng này còn khá xa. Và cái chuyến hành trình này ngày hôm nay thì năm anh em quyết định là sáng đi và tối về. Thế cho nên là phải tăng tốc để bắt kịp với thời gian. Đây đằng sau em thì có một người anh đến từ một ngôi làng ở Chư Pả. Đây là một người thợ rừng rất là giỏi. Cũng khá là mệt đấy. Nhưng mà vì đam mê thì những bước chân đại ngàn sẽ luôn luôn khát khao và chinh phục những cái niềm đam mê đó. Và còn chờ đợi gì nữa, các anh chị các bạn hãy cùng theo chân em cũng như theo chân các anh em để cùng chinh phục cánh rừng ngày hôm nay. Một cái cánh rừng thuộc Yali mà lần đầu tiên em đặt chân đến. Và bây giờ thì các anh em đã đến chỗ để xe. Và đây là những người anh em còn lại trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Chỉ có hai chiếc xe máy nhưng mà đến năm anh em đi, một xe chất 3, một xe chất 2. Bây giờ anh em mình xuất phát theo hướng này đúng không anh? Anh mang theo cái gì đấy? Chòe. Bảy chiếc chòe đúng không? Hay đấy. Rồi, bây giờ thì em và các anh em sẽ cùng đi sâu trong những cánh rừng trong kia. Và mời các anh chị các bạn hãy cùng dõi theo bước chân, những cái bước chân trải nghiệm, đam mê của em ngày hôm nay. Và hứa hẹn sẽ rất là nhiều những cái điều thú vị đang chờ đón mọi người đấy. Và trước mặt đây là những con đường đất đỏ Tây Nguyên. Mùa mưa xuống thì rất là trơn trượt, nếu mà chúng ta đi không cẩn thận thì rất là dễ bị vỗ ếch. Bản thân em cũng phải nắn nót từng bước để mà có thể trụ vững đi xuống một cái con dốc rất là cao. Phía trước đây là một người anh vừa đi tầm lan mà vừa đi bẫy chích chòe. Như chích chòe anh bẫy về thì một con anh bán bao nhiêu anh? Chòe theo đuôi mà. Đuôi dây thì giá khác, đuôi ngắn thì 170 một con. Trăm mấy ạ? 170 hả? Ờ, từ 18 trở xuống ạ. Đuôi dài từ 18 cm trở xuống là 170 một con. 19 trở lên thì 19 thì 400. 19 trở lên là 400. 20 thì 200-500 đấy. 20 cm, đuôi 20 cm là 500-600. Vậy là chích chòe là người ta tính theo cái chiều dài của đuôi. Đuôi càng dài thì giá trị càng cao. Vậy thường thường một chuyến đi này thì anh bẫy được một hay là nhiều con? Nếu đi chỗ khu người ta chưa đi á, thì cỡ 6-7 con á. 6-7 con luôn? Ừ, bởi vì gió nó nhanh, về nhanh đã mà. Dạ dạ. Vậy thì cái công đi rừng của anh thì nó cũng được. Tại vì đi rừng nó rất là vất vả, thành quả đổi lại thì cũng gọi là xứng đáng. Mua khô đi bẫy chỗ đây này, khê đây này, con này. À dạ. Xung quanh đây là những cái cánh rừng nứa này. Vào mùa mưa như này thì ở đây người ta cũng rất là hay đi đào rúi theo khe này đúng không anh? Rồi. Ok, và bây giờ thì em sẽ cùng các anh em cắt xuống một cái khe suối nhỏ để rẽ vào cái cánh rừng đằng trước kia. Nơi mà đợt trước vào cái dịp tháng 4 khi mà anh ấy đi bẫy chích chòe thì có lấy được rất là nhiều giả hạc ở khu rừng đấy mang về. Và ngày hôm nay thì em và các anh em sẽ cùng quay lại đây chinh phục cái cánh rừng mà anh ấy đã đi theo sự chỉ điểm của anh ấy, để hy vọng rằng sẽ kiếm được những cái nhánh giả hạc rừng Yali quý hiếm. Thank you.
đã xuống, leo cây tụt cả quần luôn kìa. Các anh chị các bạn ạ. Bà nhanh này. Rồi ok, và đây là một bụi kiều vuông rất là đẹp. Và một chàng trai Gia Rai đã gỡ xuống trên một cái cây cổ thụ rất lớn. Em và anh Han vừa phát hiện ra được một kiến giò hạc ở trên cái dây leo. Cơ. Ê. Hả? Nè ắt nè. Em đẹp ơi. Đừng chờ đó nha, chờ đợi thì có cây mục á. Lần con nó mình vứt cho rửa nhé, bỏ xuống rửa này, dao này mình bỏ xuống dao. Wow. Quá đẹp luôn các anh chị các bạn ạ. Một kiến giả hạc rừng Yali. Kiến tím nù nguyên bản nữa. Con này bắt bẹt thì hơi bị tuyệt vời. Đấy, phải thật sự tinh mắt thì những người thợ rừng của chúng ta mới có thể nhìn thấy được những kiến giả hạc này ẩn nấp sau những cái tán lá rậm rạp, đặc biệt là mùa mưa ở Tây Nguyên. Anh bạn này đang lắp những cái dụng cụ leo cây này vào chân, những chiếc đinh vào chân và vầy để có thể bám lên được cái vỏ rất là trơn như này, đúng không? Lan cũng quý nhưng mà sức khỏe của mình còn quan trọng hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các anh chị các bạn cùng xem những giây phút hồi hộp của người thợ rừng chúng ta khi chinh phục một cái cây cổ thụ này, các anh chị các bạn nhé. Cây này ngắm bao nhiêu phút thì lên? Mười phút rồi quá rồi. Ok. Sao? Bị đứt thì đây. Nguy hiểm quá.
cái dây nó khô đấy. Quên móc cái dây à. Ôi trời. Bị đập vào mặt à? Cái máy này đập vào đây à. Sao? Hơi hơi sao, hơi hơi đỏ đấy. Chân tay không ảnh hưởng gì chứ? Rồi, vẫn rất là may mắn khi chỗ này không có đá này. Chỗ này đất. Đá nhỏ nhỏ này, nhưng may không rơi vào đá. Nguy hiểm quá. Cái dây bữa mình có nó mục nục khổ á thì... Quên móc cái dây rồi à. Hơi chủ quan một chút thôi. May là độ cao nó chưa cao lắm ấy, cao quá thì rất là nguy hiểm. Ừ, nói chung là trong cái rủi có cái may thôi. Nghỉ ngơi một chút. Để thằng anh leo Đông Đinh. Yeah. Đây này, đâm vào cái môi. Môi này mắt này, xước hết rồi. Không phải ý hình này, nếu đẩy ra kia coi mình trong trước á. Đẩy cho nó ngã là được nè. Hình này nó am vào cái coi đó dày nó mục rồi mà thì... Giờ anh Han trèo à? Yeah. Ok, nghỉ ngơi chút. Để anh Han trèo. Các anh chị các bạn thấy đấy, nghề rừng ấy, nhất là nghề tầm lan nó rất là nguy hiểm. Để có được một nhánh lan đến tay người chơi là cả một hành trình dài. Không những đi bộ trong những cánh rừng rất là xa xôi, hiểm trở, mà chúng ta phải chinh phục những cái cây cổ thụ rất là to thì mới hái được những cái nhánh bông lan. Ôi, hiện tại thì em đang ngồi đây và hóng những chú kiến giả hạc rừng mà anh Han đang trèo trên cây cổ thụ này. Cây rất là cao và anh chàng người Gia Rai, anh Han đang tiếp cận với những chú kiến rừng rất là đẹp. Bắt hình rõ tàn ra chứ. Ren ấy. Đồ kiến nhiều lắm ạ. Kiến nhiều lắm ạ? Ờ, được chục con ạ. Ờ. Năm chỗ rễ giang hương đấy, ở dưới lăng giang hương ấy. Đẹp lắm ạ, ở đây này. Quá tuyệt vời. Được chục con kiến. Đây nhá, kiến đi hả? Không anh, được. À bây giờ chắc là nó bị lỗi hồi nãy đấy. Để mình bơm lại mà. Thank you.
đẹp quá. Không còn lời nào diễn tả nữa. Những cây giả hạc xanh tươi mơn mởn rất là đẹp. Đây và đây anh Han đã cạy nguyên một miếng vỏ cây rừng. Vẫn còn tươi. Nhựa cây đây. Đây là bóc vỏ, không hề chặt cây các anh chị các bạn ạ. Bóc một lớp vỏ để nhằm đảm bảo cho những cây giả hạc này nó có độ bám dễ ở trên những cái vỏ cây này, để khi mà mình về trồng thì nó sẽ khỏe cây hơn. Ở đây thì em sẽ đếm từ kiến giả hạc. Đầu tiên là một kiến này, hai kiến, ba kiến, bốn kiến, năm kiến, sáu kiến, bảy, tám, chín, mười kiến giả hạc. Rất là đẹp luôn các anh chị các bạn ạ. Đẹp mê ly luôn. Ôi, quá chất lượng luôn. Hôm nay thì thời tiết không ủng hộ cho lắm, bởi vì trời mưa. Nhưng thành quả của các anh em đi thì đã được đền đáp xứng đáng bằng những kiến giả hạc rừng Yali hết sức xinh đẹp như này. Anh Han ơi, còn được mấy kiến nữa? À, hiện tại thì trên còn 2-3 kiến nữa và anh Han đang cố gắng lấy nguyên bản. Đây, anh bạn vừa ngã trên độ cao rất là cao, mặc dù rất đau nhưng mà vẫn nở nụ cười rất là tươi, bởi vì đây là sẽ là công sức cũng như là kinh tế mà các anh em thợ rừng kiếm ra từ những cây lan rừng, những sự nguy hiểm. Đằng sau những bước chân là cả một gia đình, đúng không? Cho nên là mọi thứ như này đều là mưu sinh hết, rất là vất vả. Và em chia sẻ thêm một chút, nếu mà nhiều anh chị ví dụ như mình mới chơi mình chưa biết ấy, thì dòng giả hạc Yali là một miền địa lý, nó nằm giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Và đây là một cánh rừng nằm bên dòng sông chảy ngược, dòng sông Se San. Nó có chiều dài 238 km chảy từ hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai về với Campuchia. Đấy, và ở đây thì vùng giả hạc này nó nổi tiếng với rất là nhiều mặt hoa đẹp và đa dạng mặt hoa, bởi vì mỗi kiến giả hạc như thế này thì nó sẽ cho ra một cái mặt hoa riêng biệt, khác biệt hoàn toàn từ màu cánh hoa, mắt, lưỡi, họng. Đấy, nó giống như mặt người vậy, 100 cây thì sẽ 100 mặt hoa khác nhau. Và hương thơm của giả hạc Yali thì phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, nếu mà các anh chị các bạn trồng và sở hữu những cây giả hạc Yali trong vườn thì em tin rằng đến mùa hoa chúng ta sẽ không thất vọng với những cái mặt hoa đẹp cũng như là mùi hương thơm, sẽ không bao giờ khiến mình quên mà khiến mình sẽ còn đam mê với những nhánh phong lan rừng hơn nữa. Và ngồi đây khi mà ghi lại những cái thước phim về rừng, những chú kiến giả hạc rừng ngày hôm nay thì em muốn ngắm không rời mắt những cây kiến rất là đẹp như thế này. Nguy hiểm quá là nguy hiểm luôn đấy các anh chị các bạn ạ, để có được những cây phong lan như này. Và anh Han khi mà đóng đinh leo lên cây rất cao này, hiện tại vẫn chưa đi xuống, bởi vì còn tháo những cái đinh này ra nữa để tận dụng trèo những cây tiếp theo. Đây, các anh chị các bạn hãy nhớ gương mặt này nhá, đã rất là vất vả khi vừa nãy ngã cây. Một anh chàng người Gia Lai ở một ngôi làng rất là chăm chỉ, bởi vì thanh niên ở ngôi làng này thì không hề biết uống rượu bia, chỉ biết đi làm thôi. Rồi, sắp xuống tới nơi rồi. Lấy được thêm mấy kiến nữa anh? 4 kiến, 5 kiến. À rồi, chuẩn bị là 4-5 kiến nguyên bản nữa sẽ hạ cánh an toàn. Và những chiếc đinh cuối cùng thì đã được anh Han gỡ xuống để tận dụng lại. Đấy, leo cây rất là an toàn, có những cái dây bảo hiểm quanh người như kia. Nhiều khi leo đinh mà vỏ cây nó trơn quá, nó trượt đinh thì mình còn có dây giữ lại, đảm bảo cho mình hơn rất là nhiều.
trong túi này sẽ là gì? Sẽ là gì? Đây, trong túi này sẽ là những cây phong lan rừng. À, bí mật ở trong rồi, và những cây kiến đầu tiên đã lộ diện. Đây, một chú kiến rất xinh xắn, thân xanh này. Chú này bé hơn chút này. Lá to. Rồi. Đây, con này thì vừa vừa này. Là nguyên bản rất là đẹp, được hai kiến, kiến to và kiến nhỏ. Con này thì nó hơi bong rễ một chút, nhưng mà vẫn còn những chiếc rễ khác nó vẫn bám trên. Con này đẹp khỏi chê rồi. Xanh mơn mởn, lại nguyên bản nữa. Vẫn còn luôn à. Sau 4 năm con mà bây giờ thành 6 con rồi. Còn không? Vẫn còn luôn à. 7 con rồi. Còn không? 8 con luôn. Thế mà bảo 4 năm con gấp đôi rồi kìa. Đây anh Hàn đã xuống này. Rất là an toàn này. Một cây rất là to và hai anh em phải thay phiên nhau. Một người đã bị ngã cây và xuống. Anh Hàn đi lên để lấy những cây kiến này xuống một cách rất an toàn.